nói lại với chị nghe coi. Em đòi em không đòi cha vô nghiệp hả chị? Em đứng đây em kêu mà em mặt khóc mặt cười là sao không chị? Đừng sợ em phải vui vẻ chứ. Vui. Ở dưới này thấy không, em đâu chụp nhau với chị quá. Cũng nói này nói nọ em. Được không được thì ngày mai chị thi cuộc thi này hả, chị vô vòng đầu hãy cho chị đi về. Rồi chị xin lỗi không, em được không? Sao cái đứa không có xin lỗi giờ cái lời xin lỗi chị đã hết. Xin lỗi rồi. Em. Không, ơi, trời ơi, không. Trời không thấy nếu mà như vậy ngày mai cái gương miệng tạm thời tới chị làm cặn sổ. Thôi chị lỡ nói có vài ba tiếng thì cũng lát rồi chị má u. Lát vòng tay em 5 triệu thì còn vui vẻ không? Nói chuyện đi. Cái chửi. Đúng rồi. Có tiền mua hồi nhân mũi anh nó mới hết à. Nó quá trời rồi. Ở đâu em? Ở nhà nhậu mình. Tối gọi Nhi qua nhà cô phụ được. Nhậu khác hả? Nhậu khác ở góc luôn. Trời ơi ghê rồi chứ. Tối nay tôi qua lớp B. Hộp cũ ăn xong chưa? Hộp rồi, bà chưa lấy đồ rồi hả? Có đồ chua nha. Rồi, lấy hộp đồ chua. Lấy hộp đầy đồ, sợ công an lắm bé ơi. Ê, ủa, công an thả hả? Công an thả rồi hả? Gan cá viên chiên nè. Gan cá viên chiên nè. Gan cá viên chiên nè. Ra đi chơi. Chừng nào mới về hả? Không, cái nhang này cháy chừng 15 phút mà chú có tàn nhang được. Tức ghê hết trời. Chị thấp nhang đi. Rồi bởi vì nhìn thấy quen. Đúng mà. Anh ta tu tới ngoài mời hết, tu về. Đâu vậy bé Đào? Sao vậy con? Ê đi kiếm bánh tráng trộn cho tôi ăn. Bánh tráng trộn mà dai dai, đừng mua nhão nhão giống bạc như bữa xuân. Trời ơi đầy. Cái gì? Lấy tiền chẳng đi đi rồi về thôi. 5 triệu chưa thấy đưa đó. Nói gì? Ôi trời, cứng người hỏi ăn ngon lắc đầu. Trời ơi. Ăn em thấy ngon hả? Anh ngồi đây chơi nha. Thiệt, trời cái mặt nó giỡn trời. Đó, nút miếng không? Trời ơi, thân gái dập trường ngồi ai bến nước. Khổ lắm mọi người ơi, thiệt sự luôn á, ai cũng đòi ăn em hết trơn. Thân em như tấm lụa đào, phất phơ trong gió biết vào tay ai. Trời ơi, công tử. Công tử ơi, công tử. Rồi bữa nay bán ế quá má. Bán ế quá, mua một tờ thôi. Lấy một tờ thôi. Trúng nha. Mua bữa giờ không có trúng đó. Trời ơi, thận em như tấm lụa đào phất phơ trong gió biết vào tay ai. Yumi nay đi về quê đi ăn đám. Anh thấy anh áo xanh đẹp lắm mà sao em không vào tay ảnh? Anh nào? Đó, áo xanh lá cây đó. Xanh lá cây anh không cho quay. Có anh bên đây cho quay thôi. Nhưng mà anh đây rồi quẩm em.
nên là em muốn mà mọi người đừng có biết mặt ảnh để lá ảnh quậm em. Chứ giờ quay ta biết không sao đâu, kệ mọi người, dám chụp màn hình đó mọi lén người. Lén nha. Thôi đi công khai đi anh, cứ đi lén gì, đi phải cho người ta biết để người ta thấy là em cũng có người quậm. Thiệt sự là em ế lắm đó, không ăn em chưa. Hôm qua thì một ngày có 40 phút lông, còn bữa nay một buổi trời không có một ly nữa. Bởi vậy em uống nước ngọt con em không chịu. Em đang có bầu, con em nó uống xì tin vô nó đáy dầm. Nó thích uống nước của ba nó à. Con phải đi công việc, con mới về con phải lao sạch sẽ, chùi dấu vết xong xuôi bây giờ nói chuyện được chứ. Dấu vết có hiện trường, có hiện trường. Dung My nó dặn là muốn gì muốn phải lao sạch sẽ. Dùng bình đen kéo ngoài xe cho hết rồi. Chứ không mình mới tan quá, quy tan dấu vết rồi. Đi tan dấu vết. Chụp hình gì bóng chúng mình coi lại coi. Ôi, chút tắt. Ủng hộ đi cuối giờ. Ủng hộ không chụp vui vẻ. Con nào nó hung cái mặt son không kìa. Con lì nhà lao hết. Ghê à? Con lì luôn á. Trời cho kỹ vô nha, cho ông thôi là bị ghen đó. Ai kỳ cục vậy? Ai hung kỳ cục vậy? Ai nhớ chùi rồi. Chùi rồi mà. Chùi bao cái thằng ướt luôn rồi đó. Mày là hung người ta đó. Sao em? Trả tiền chưa? Chưa trả tiền cho em luôn, bởi vì em qua nữa rồi. Hổ ghê. Hổ. Cái hộp này rồi. Cái này nó có gì à? Không. Thôi làm gì ba? Nhớ. Con kia không đủ, bốn đứa không đủ luôn á. Ngon ghê. Hên cũng thấy không có đẹp á, không có đẹp biết sao, đẹp thì chết nữa. Hôm nay mặc áo toàn là sao không mà cái em kia không áo đẹp. Áo này bữa mặc qua rồi. Mặc cái chân cũng thích ngon dịch. Người ra lạ. Ra chỗ nào ba? Du lạ. Không có lạ luôn á. Trời ơi, trời ơi, trời ơi, chết em rồi, trời chết em rồi. Chết chết rồi, gãy ghế, chết rồi. Điên rồi, trời ơi, trời ơi. Điên rồi, điên. Em ơi, đây là bộ nhà, bộ nhà. Ok, thôi, ngủ không? Nè Dung My nè. Rồi, nó bảy vậy nè bà. Xui ghê. Anh à, em gì mà kêu Dung My. Em không còn nét nào đâu, giống nào giống luôn. Của trắng 75. Con sao mà ngoại? Mấy đâu về à? Em hả? À, em ở bên nhà vợ nhỏ về. Trời ơi. Em nói gì? Em nói gì ghen chết luôn á trời. Bên nhà vợ nhỏ về. Bởi vì hung hít tờ lư, bởi dính tờ lư. Anh ngứa không, không? Anh anh ơi, thủ sẵn trên xe mới ghê. Trời ơi, thủ sẵn là thằng ngứa trên xe mới ghê. Bà ngoại biết hết trơn. Xin xin ghé chưa? Anh em luôn. Bà ngoại có giấy khô. Khô dùi nó ra. Nó xài son xịn lắm. Nó xài son xịn hung mà dính mà không có bôi ra. Son gì toàn quá rồi. Son lì phải không? Son lì. Ba như đi mày qua vậy. Đó về anh ở Giang vậy ta? Hơn Trần ở phía sổ. Hơn Trần á, em bấm Hơn Trần rồi vô rồi. Chumia với gì? Chumia, Chumina. Chumia, Chumina. Bấm luôn đi, bấm thử coi. Chumia, Chumino. Hơn Trần viết liền á, không có dấu. Hơn Trần. Hơn Trần viết liền không dấu. Hơn Trần cũng được.
Okay. Hương Trần đi, bấm lại Hương Trần đi. Hương Trần có dấu cũng được, cũng ra nữa. Không, đi em ơi, đi em ơi chẳng được mà. Ừ, đi có sao. Ừ. Đưa lên nè, mấy cái này của anh không còn không là bấm phải đúng Hơn Trần official thì nó vô kinh chính, còn không bấm Hơn Trần nó cũng ra nữa. Vô clip nào của em là em vô nhận hàng nha. Này hết hết nói gì thôi. Chạy em đau hỏng quá, nếu đồng ý chạy không à. Em đau hỏng quá em hết nói chuyện đó. Hôm bữa em đăng cái clip em chồng N của nó đó, trời ơi phải không. Em qua ăn cá viên chiên trừ tiền hay sao? Em qua trừ mà nó cũng không cho, nó mới lấy tiền em sống thì. Trời ơi. Em nói nó là tiền, nó là tiền khác, còn tiền bán là tiền khác, anh không có được như vậy nên em phải đưa cho nó. Trời bán nó cực khổ, một cây lời có mấy trăm đồng thôi. Trời ơi, gì vậy ba, một đêm đếm mười mấy triệu, vợ chính chật kìa. Mười mấy triệu đâu? Mấy triệu tiền đô bữa gửi hả? Canh hồng lợi. Rồi có vậy thôi, không còn gì nữa hả? Chứ gì ba, thấy cho gì ra ăn dặm chứ. Hết dưa leo đem về bánh tự gọt đi. Trời, trời ơi, ơi khách là từ đế mà sao kỳ vậy trời, đối xử người ta sao kỳ vậy. Đấy mà khách thấy ạ. Đấy mà khách mà. Dạ. Nhỏ này chắc về rồi, này quýnh nó chết luôn á. Xíu nữa. Giờ anh muốn em chiên hả? Thôi em đứng nói chuyện với anh cho. Em điện vô bé hay sao? Em điện vô bé em hả? Có em nói vợ bé em chuẩn bị xuống lấy đồ. Vợ lớn chiên xong rồi. Trời ơi. Chumina, Chumina ra đó, lấy đi. Cho đi mà, biết mà. Chumina cho Chumina. Chumina cho Chumina đấy. Tâm tay dí nhẹ về nha. Em về ngoài, em về. Tâm tay dí nhẹ. Đi.